Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin rốt nát cộng với độc đoán sẽ thành giết người. Sự rốt nát mà tôi muốn nói đến ở đây không phải là thiếu kiến thức, thiếu trình độ, mà là sự thiếu kiến văn hóa, thiếu tầm nhìn và thiếu nhân tính. Khi một nhân tính không có, chưa được sống trong môi trường dân chủ và phải chịu độc đoán, độc tài quá lâu, người ta sẽ định nghĩa về tự do, dân chủ bằng con mắt độc tài, bằng hệ quy chiếu của kẻ quen áp đặt. Trường hợp Thủ tướng Phạm Minh Chính là một ví dụ rất điển hình. Blogger viết từ Sài Gòn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Trong lần chống dịch thứ tư, hay nói chính xác hơn, từ khi ông Chính đã làm Thủ tướng, tình hình dịch dã thay đổi một cách bất thường. Trong lúc dịch khu vực đang giảm, thì Việt Nam lại tăng đột biến và không ngừng. Điều này khiến tôi nhớ đến câu, nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó sẽ chạy sang Việt Nam, của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nay là Chủ tịch nước. Nói thì nghe khôi hài, nhưng ông Phúc có cái lý, cái tự tin của ông ta, bởi ông ta có cách chống dịch khoa học và nhân văn hơn. Ông ngăn chặn dịch từ bên ngoài chứ không nhốt dịch thành từng chuồng trại bên trong như ông Chính sau này. Đây là hình ảnh, nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó sẽ chạy về Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 8 tháng 6 năm 2020, từng làm dậy sóng dư luận cả nước. Khi ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, không bao lâu thì dịch hoành hành và tính cách độc đoán, cá tính, thổ ti miền núi của ông Chính thể hiện rất rõ. Xin nhấn mạnh là cá tính thổ ti những kẻ có quyền lực của các tộc người thiểu số, chứ người dân ở Thanh Hóa thì không phải như vậy. Độc đoán, ôm đồm và toàn trị cũng lên nổi tiếng từ đây. Và vì sao nói ông Chính độc đoán? Bởi tất cả các hành vi của ông trong chống dịch, tôi dám nói một cách điều rằng ông làm mít lòng không ít người cấp dưới bởi cách đe nẹt, chỉ mặt và nhúng tay quá sâu vào công cuộc chống dịch ở địa phương. Ông cứ nghĩ Sài Gòn cũng giống như ở miền núi Thanh Hóa vậy, nhà cách nhà, vườn cách vườn cả vài trăm mét, không khí thoáng đãng, mát mẻ và người ta có thể ra vườn. Chính cái nghĩ thô sơ này dẫn đến quyết định phong tỏa tối đa Sài Gòn. Nếu cơ quan chấp pháp không phong tỏa nổi thì đưa quân đội vào phong tỏa. Và phong tỏa quyết liệt đến mức cả bí thư Sài Gòn cũng than thở rằng cách ly tìm ra F0 rồi đó mà chẳng biết để làm gì. Câu nói này hàm ý của ông ta rằng quyền lực cao nhất ở Sài Gòn cũng không biết mình phải làm gì, chỉ biết làm theo chỉ đạo ở bên trên. Rõ ràng ở đây ông Chính là kẻ độc đoán, là kẻ chỉ đạo tối cao để phong tỏa Sài Gòn, để đưa đến hậu quả chết gần 20 mấy ngàn người, không ai khác cả. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong một cuộc họp chống Covid-19. Và hầu hết các cuộc họp trực tuyến, ông Chính hỏi các lãnh đạo địa phương về số ca mắc trong ngày, tình hình chuyển biến dịch. Nếu lãnh đạo nào không trả lời kịp thì bị ông của trách, nói giễu cợt, một cung cách làm việc nếu nhìn qua thì thấy có vẻ nghiêm túc, bám sát thực tế, nhiệt tình. Nhưng kỳ thực, nó che giấu bên trong sự ôm đồm và coi thường cấp dưới, một kiểu làm việc mang màu sắc quân phiệt. Bởi việc cấp dưới chưa cập nhật được tình hình dịch bệnh, báo cáo chậm, báo cáo dựa vào số liệu của trợ lý là bình thường, vấn đề giải quyết nó như thế nào mới là quan trọng. Ở đây, ông Chính đưa ra chỉ thị, đưa ra chương trình chống dịch chung và cụ thể hóa cho cả nước rồi, mà áp đặt cho mọi nơi đều dùng chung một kiểu. Công việc của lãnh đạo địa phương là cập nhật mỗi ngày, báo cáo nhanh gọn cho ông. Cách làm việc này lấy mất khả năng ứng biến tại chỗ của lãnh đạo mỗi địa phương và biến các lãnh đạo địa phương thành một loại báo cáo viên, một con vẹt có thẻ. Và khi hàng chục ngàn cái chết xảy ra, khi hàng chục ngàn người lay lắt đói khổ, hàng chục ngàn người chạy về quê như thú hoang chạy cháy rừng, thì ông Chính mới tạm dừng kiểu giới nghiêm, khoanh vùng, phong tỏa lại. Kết quả là mặc dù dịch vẫn tràn lan, F0 đầy rẫy, nhưng gần một tháng qua không có tình trạng chết chồng chết như lúc ở Sài Gòn phong tỏa. Đây là hình ảnh thắp nến ở Thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm 23.000 nạn nhân chết vì Covid-19 trong cơn đại dịch thời gian qua. Và nếu không lầm thì người chết vì dịch đã giảm xuống tới mức tối thiểu. Điều này cho thấy biện pháp chống dịch trước đó hoàn toàn thất bại và có tác dụng ngược. Nhưng bản tính cố chấp của ông Chính vẫn chưa giảm. Ông vẫn tiếp tục ra lệnh rà soát tiêm vaccine bằng mọi giá,
đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tìm và tiêm. Người nào không tiêm thì dùng biện pháp mạnh, chẳng hạn như chữa bệnh tự trả tiền. Xin trích đọc văn bản của cuộc họp mới đây như sau. Chỉ đạo tại cuộc họp toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người tiêm vét vaccine. Ai chưa tiêm buộc phải tiêm, ai cương quyết không tiêm thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, vân vân. Đến đây thì thực sự là lòi ra cái rốt căn bản của ông ngồi ghế Thủ tướng. Và vì sao lại như vậy? Vì khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông nước ngoài, ông Chính từng định nghĩa rằng dân chủ là mọi người có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, vân vân. Điều này khiến người dân giật mình, mà không riêng gì mỗi người đó đâu, bởi cái định danh nghĩa về dân chủ như thế này đã kéo đất nước thụt lùi ít nhất nửa thế kỷ. Những thứ mà ông Chính nghĩ là dân chủ thực ra thuộc về nhu cầu, bản năng tự nhiên, nó không phải là một khế ước của một xã hội văn minh. Đây là hình ảnh hôm 1 tháng 11, phát biểu trước kiều bào ở Anh, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng: "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cho cơm ăn, áo mặc cho 100 triệu dân." Dân chủ là một khế ước, là cách định nghĩa về chỗ đứng cùng với các giá trị liên đới của con người trong xã hội loài người, một xã hội văn minh. Và dân chủ không phải là cơm ăn, áo mặc hay nhà ở, mà là chỗ đứng, vị trí công dân, vị trí nhân phẩm, vị trí tiếng nói của công dân, tự do ngôn luận, tự do lập hội và nhóm, vân vân. Có cả 1001 cách biểu trị, biểu đạt dân trí, dân chủ mà bất kỳ một nhà lãnh đạo nào hiểu biết, tiến bộ nào cũng nắm rõ, trừ các nhà lãnh đạo độc tài ở các quốc gia lạc hậu như Việt Nam. Và cái cuộc họp gần đây nhất về vấn đề tiêm vaccine cho nhân dân theo kiểu áp đặt, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người của ông Chính càng chứng minh rõ điều thứ tư duy độc đoán, nông cạn và không có dân chủ của ông Thủ tướng. Và vì sao phải nói nặng lời như vậy? Vì quyết định, chỉ thị và mọi áp đặt của ông lúc này có liên quan đến hàng triệu mạng người, chứ không phải là con gà, con chó, con lợn. Rõ ràng ở đây thiếu một động tác vô cùng quan trọng, đó là cam kết từ phía chính phủ và phía nhà sản xuất vaccine. Nếu tiêm vào thì chết, thì họ đền bù như thế nào đây? Bởi vaccine bán lấy tiền, đây là sản phẩm y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho con người. Khi tiêm có thể gây tử vong, thì người bán và người tổ chức tiêm phải chịu trách nhiệm. Và người ta đang làm lành mạnh, không bị nhiễm COVID-19, mà có bị nhiễm cũng chưa chắc đã chết. Đùng cái bắt người ta trích vaccine tử vong thì anh ném hàng chục triệu ra là xong hay sao? Câu hỏi cũng được nhiều người đặt ra. Đây là hình ảnh bài báo ghi nhận 4 công nhân tử vong khi tiêm vaccine ở Thanh Hóa. Ngoài ra cũng có 4 ca tử vong khác sau khi tiêm vaccine COVID là học sinh phổ thông. Rõ ràng cái lệnh này có 2 vấn đề. Thứ nhất là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phạm pháp mà ông vẫn dùng, vẫn cứ ra lệnh bắt áp đặt người dân tiêm vaccine mà vaccine không đảm bảo đó có miễn dịch hay không, không đảm bảo có sốc phản vệ hay không và cũng chưa được thử nghiệm một cách kỹ lưỡng. Bằng chứng là có nhiều người chết vì sốc vaccine, có nhiều ca F0 sau khi tiêm mũi thứ hai. Như vậy, việc áp đặt tiêm này nhằm mục gì, nó có tác dụng gì, câu hỏi cũng được nhiều người dân đặt ra. Thứ hai, ông bắt người dân phải cam kết tự trả tiền chữa bệnh nếu không tiêm. Thế cơ quan y tế, chính phủ có cam kết nếu người tiêm bị sốc phản vệ, tử vong thì nhà nước, chính phủ và bản thân ông, người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay chưa? Và ông đã giải thích đầy đủ cho người dân hiểu về việc phải tiêm vaccine hay chưa? Và ông có biết ông đang phạm luật hay không? Đó là luật bảo hiểm y tế. Khi người dân tham gia bảo hiểm y tế, họ sẽ được chữa bệnh bằng chính bảo hiểm y tế của họ. Đây là quyền tối thiết của con người. Ông cũng không thể can thiệp vào vấn đề chi trả từ cơ quan bảo hiểm y tế được. Bởi ở đây, ngoài yếu tố y tế cộng đồng, nó còn là hợp đồng kinh tế giữa cá nhân với cơ quan bảo hiểm. Người ta bỏ tiền ra mua gói bảo hiểm y tế cho bản thân khi gặp sự cố về sức khỏe, cơ quan bảo hiểm y tế phải chi trả. Đó là nguyên tắc của pháp luật. Ông căn cứ vào đâu để can thiệp vào chuyện này? Bởi suy cho cùng, nhân dân bây lâu giờ đã hiểu biết về tiến bộ gấp rất nhiều lần so với nhân dân của những năm 1980, 1990, thậm chí đến năm 2000, vân vân. Đừng đẩy nhân dân trở thành những con vật nằm kẹt cứng trong cái chuồng trại,
bởi không có gì đáng sợ hơn những con vật đã quá sợ hãi được sổng chuồng. Hãy hiểu rằng nhân dân là con người, những con người tiến bộ và nhân ái. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, lòng tự hào bị đánh cắp. Động thái chuyển vốn qua Singapore của VinFast đã được các nhà bình luận quan tâm với e ngại rằng lợi ích quốc gia bị tổn hại bởi 355 hectare đất, nhà máy với rất nhiều ưu đãi thuế bỗng nhiên nằm trong tay một công ty mới ở Singapore. Cũng có người cho rằng Vingroup đang rửa tiền, tức là họ hợp thức hóa những đồng tiền có nguồn gốc từ đất đai, nơi mà máu và nước mắt của người dân đã đổ xuống rất nhiều trong những năm gần đây vì bị cưỡng chế một cách uất ức với giá thành rẻ mạt. Cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Quốc Quân đã có bài bình luận trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề này được chia sẻ như sau. Trong suốt 20 năm qua, nhà nước đã hy sinh lợi ích cộng đồng, tạo điều kiện ưu đãi rất nhiều cho các doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn lớn. Nếu các tập đoàn chuyển công ty ra nước ngoài, thì mối quan hệ đó như thế nào? Đây là hình ảnh sự kiện nhà máy ô tô VinFast với diện tích 355 hectare đất, số vốn đầu tư là 3,5 tỷ đô la, bỗng nhiên trở thành sở hữu của Singapore, khiến nhiều người quan tâm. Câu chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng thực sự bùng nổ khi công ty Vingroup thành lập tại Singapore vào ngày 19 tháng 1 năm 2015, quyết định đổi tên thành VinFast. Và công ty này có trụ sở đặt tại Singapore, cũng như quyết định chuyển dịch một số vốn lớn của tập đoàn Vingroup và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam sang công ty ở Singapore để chuẩn bị cho việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng gọi là IPO tại Hoa Kỳ. Tôi cho rằng đây là bước đi nguy hiểm, có tác động tiêu cực lớn hơn chúng ta tưởng. Bởi đây là hành vi chuyển nhượng những lợi nhuận có được nhờ vào khai thác quyền sở hữu toàn dân để rồi đưa ra nước ngoài. Và liệu sau VinFast rồi sẽ là những ai đây? Sun Group, Viettel hoặc Mansan biến hành trình đến đâu đã công khai hay chưa? Trên thế giới chúng ta đều thường thấy các công ty bình phong. Bản thân các công ty này không phải là bất hợp pháp, nhưng nó thường được sử dụng với những mục đích không trong sáng để tiến hành các phi vụ thâu tóm đối thủ hoặc phát hành trái phiếu ra công chúng. Trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam hoặc một quốc gia kém phát triển và bất ổn nào đó trên thế giới thì đều thành lập các công ty bình phong tại những quốc đảo như Panama, Bermuda, Belize, vân vân, rồi tiến hành đầu tư vào Việt Nam. Mục đích của họ là tránh thuế và tránh rủi ro cho công ty mẹ. Nhưng giờ đây, một xu hướng khác đã ngược lại, đó là các nhà đầu tư tư bản đỏ ở những quốc gia độc tài đang phát triển bao gồm Việt Nam, Trung Quốc đã tận dụng được cơ hội bất bình đẳng về việc tiếp cận nguồn lực quốc gia, đã trở nên giàu có, sau khi đó tìm kiếm sự ổn định ngược lại ở các quốc gia phát triển hơn. VinFast là một ví dụ khi họ tìm kiếm quốc tịch mới là Singapore, nơi hệ thống pháp lý ổn định và thuế thấp hơn. Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore chỉ có 17%, còn ở Việt Nam là 22%. Thuế thu nhập cá nhân ở Singapore từ 0 đến 20%, trong khi ở Việt Nam từ 5 cho đến 35%. Lợi nhuận từ đất đai có nguồn gốc sở hữu toàn dân đã được chuyển nhượng sang nước khác. Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Vingroup thì lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản là Vinhome là lớn nhất, còn các mảng khác đều thua lỗ, đặc biệt là VinFast ở mục sản xuất trong biểu đồ được chia sẻ ở dưới đây. Đây là hình ảnh biểu đồ cho thấy trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Vingroup chỉ có kinh doanh bất động sản là có lãi, còn các mảng khác đều thua lỗ, đặc biệt là VinFast thì thua lỗ đặc biệt lớn. Theo báo cáo của tập đoàn Vingroup vào năm 2019, thì tất cả các mảng khác đều thua lỗ ngoại trừ bất động sản với mức lãi khổng lồ lên đến 64.501 tỷ đồng. Năm 2020 thì lợi nhuận của tập đoàn Vingroup chỉ đạt 4.500 tỷ đồng, trong khi công ty con của Vinhome đạt đến 28.200 tỷ đồng. Gấp 6 lần công ty mẹ. Cũng theo Vingroup công bố vào năm 2021, dự kiến công ty con Vinhomes sẽ lãi gấp 8 lần công ty mẹ Vingroup. Mặc dù chưa biết con số chính xác lợi nhuận của Vinhomes và lợi nhuận gộp của cả tập đoàn trong năm nay, nhưng điều đó có nghĩa là các mảng khác thua lỗ nhiều hơn. Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Vingroup thì lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản ở Vinhomes là lớn nhất, còn các mảng khác thì thua lỗ, đặc biệt
lỗ gần 1 tỷ đô la cộng dồn 2 năm tại VinFast. Điều thứ tư là luật đất đai đã quy định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Do là sở hữu toàn dân cho nên xét về mặt hình thức pháp lý, mỗi người dân vẫn có một chút quyền lợi về những mảnh đất mà VinGroup đang nắm giữ. Hay nói cách khác, hơn 100 triệu người dân này lẽ ra phải có một chút đi ti trong hơn 100.000 tỷ đồng từ doanh thu các thương vụ đất đai của VinHome vào năm 2021 này. Và tiếp theo là vấn đề bất cập trong tiếp cận nguồn lực nằm ở vế thứ hai là nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Đây là hình ảnh dự án VinHome Park ở Gia Lâm, Hà Nội. Ở Việt Nam, đất đai đã được coi là nguồn lực phát triển lớn nhất của các doanh nghiệp đều tìm cách tiếp cận đến đất và dùng đất để kinh doanh. VinHome được nhà nước giao đất, cấp đất nhiều nhất trong tất cả các doanh nghiệp. Có thể nhiều người sốc khi biết rằng những dự án bất động sản mà VinHome đã và đang xây dựng chỉ chiếm khoảng 15% trong tổng số quỹ đất mà VinGroup hiện đang nắm giữ. Không chỉ nắm giữ các mảnh đất vàng nơi đô thị mà những vùng bờ ruộng mật của công nhân, nhân viên và của nông dân từng mảng rừng quốc gia rộng lớn đã nằm trọn trong tay VinGroup. Ví dụ như Safari Phú Quốc, rừng nước Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu đất đai bao la mà VinEco đang nắm giữ làm nông nghiệp ở Tam Đảo. Toàn những vị trí vô cùng đắc địa cho tương lai và ảnh hưởng rất lớn môi trường của đất nước. Do luật đất đai năm 2013 chia thành 18 loại đất khác nhau cho nên giá trị cũng theo đó mà vô cùng khác nhau. Một mảnh đất hôm trước còn là mảnh đất nông nghiệp thì hôm sau bỗng trở thành đất ở đô thị. Mặc dù vị trí và chất đất vẫn như vậy nhưng giá trị của nó đã tăng lên hàng trăm cho đến hàng ngàn lần nhờ những chữ ký của quan chức trong chính quyền. Những vùng đất đai rộng lớn như Dương Nội, Eco Park, Thủ Thiêm, Cần Giờ, An Hải, v.v. chứa bao nhiêu nước mắt đau khổ của người dân. Như chiếc cân công lý bị lệch, nơi nào bất công nhất thì lợi ích nghiêng về phía chủ doanh nghiệp nhiều nhất. Phần lớn người dân đều đau buồn nhưng họ sẵn sàng hy sinh cho lợi ích lớn lao là vì lòng tự hào dân tộc. Một vấn đề kỹ thuật thực chất đây là gì? Trả lời phỏng vấn của tờ báo Việt Nam Express về việc chuyển công ty VinFast sang Singapore, ba phó chủ tịch của VinFast là Lê Thị Thu Thủy nói rằng đó đơn thuần là vấn đề kỹ thuật và chê những người đặt vấn đề về chuyện VinFast mở công ty ở Singapore là thiếu thông tin và thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ trả lời bài báo thể hiện một thái độ trịnh thượng và xem thường người đọc. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn VinGroup phụ trách VinFast. Ở đây chúng ta nhìn thấy lộ trình đi của VinFast là rất rõ ràng và nó đã được tiến hành. Sau khi đã hoàn thành phát hành ở thị trường nước ngoài, công ty ở Singapore có thể quay trở lại mua và sở hữu doanh nghiệp VinFast ở Việt Nam, biến VinFast thành một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Singapore và sở hữu doanh nghiệp VinFast sản xuất trong nước. Nó sẽ được tập trung vốn vào và phát hành trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc thị trường chứng khoán Mỹ. Khi đó, nó buộc phải góp vốn vào, tức là chuyển lợi nhuận từ công ty mẹ tại Việt Nam sang công ty con của nó ở Singapore để chứng minh đã hoạt động trong hơn 3 năm có vốn hóa lên đến 300 triệu đô la. Hay ngắn gọn là phải chuyển được những lợi thế và ưu đãi chính sách của nhà nước Việt Nam để làm cho công ty nước ngoài có lãi, từ đó tạo động lực để phát hành trái phiếu vay tiền tiếp. Sau khi đã hoàn thành phát hành ở thị trường nước ngoài, công ty ở Singapore có thể quay trở lại Việt Nam mua và sở hữu doanh nghiệp VinFast ở Việt Nam, biến VinFast thành một công ty nước ngoài có trụ sở Singapore và sở hữu doanh nghiệp VinFast sản xuất trong nước. Khi đó, con đã biến thành mẹ và mọi quyền lợi, nghĩa vụ thuộc về VinFast Singapore. Tất nhiên, xét về mặt pháp lý, mọi sản phẩm và thương hiệu của công ty VinFast có quốc tịch Singapore. Đối với tập đoàn lớn ở nước ngoài, đặc biệt là của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, họ phải xác định thành công ở trong nước trước tiên. Họ cố gắng để có một sự sáng tạo, một sản phẩm chuyên biệt và tốt để phục vụ dân trong nước. Họ thường tâm niệm phụng sự tổ quốc của họ, sau đó mới nghĩ đến việc đầu tư ra nước ngoài. Đây là hình ảnh MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên cạnh xe VinFast triển lãm tại California vừa qua. Mà đầu tư ra nước ngoài là để cuối cùng họ cũng mang lợi nhuận về cho tổ quốc. Ở VinFast vào thời điểm này chúng ta đang thấy điều ngược lại.
và lòng tự hào của dân tộc có bị đánh cắp hay không? Đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Ngày VinFast giới thiệu hai mẫu xe điện tại Hoa Kỳ vẫn bị ám ảnh bởi câu bình luận của một dư luận viên trên trang Moza TV rằng: "Hôm nay bọn tôi đưa hai cái xe điện hiện đại đập trước mắt bọn cờ vàng cho sáng mắt." Bạn ấy đã nói về hai chiếc xe điện E35 và E36 của tập đoàn VinFast tại triển lãm Auto Los Angeles, mà như nói về chính chiếc xe của chính tổ quốc của mình và chính trị hóa nó đến mức cực điểm. Lòng tự hào dân tộc thật đáng khen, nhưng cũng không biết giờ đây bạn sẽ nghĩ gì khi VinFast thành lập công ty con tại Singapore và chuyển lợi nhuận của mình sang Singapore. Lợi nhuận đó từ tập đoàn địa ốc vốn là tài sản của nhân dân Việt Nam đang chuyển cho chính quyền Singapore. Những người nông dân đã hiến đất cho VinFast xây dựng nhà máy. Những quan chức mong mỏi VinFast đóng thuế cho địa phương Hải Phòng có thể phải trở nên trưng hực. Bà Lê Thị Thu Thủy bây giờ trở nên không biết xấu hổ khi nói rằng VinFast không được hưởng bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào từ nhà nước. Trong lương tâm, bà không thể phủ nhận rằng do có VinFast mà khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng có những chính sách ưu đãi cực khủng dành cho nhà đầu tư. Khi trả lời truyền thông, bà vẫn vòng vo nói về lòng tự hào dân tộc nên phải vươn ra thế giới. Không một thế giới nào giới hạn lòng tự hào dân tộc của Việt Nam cả. Mà điều lo ngại hơn cho là theo chân VinGroup sẽ có bao nhiêu công ty tiếp tục tận dụng chính sách của Việt Nam để trở thành giàu có rồi chuyển sang quốc tịch nước ngoài.